Trong chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng các mô hình sản xuất nông sản sạch theo hướng an toàn thực phẩm đang là hướng đi được nhiều địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế ưu tiên. Trên địa bàn thị xã Hương Trà, mô hình sản xuất rau sạch Việt Gáp đang được nhiều hộ dân áp dụng vào sản xuất. Tuy nhiên, thị trường đầu ra sản phẩm không ổn định, giá cả thấp đã khiến cho nhiều hộ dân không mặn mà với việc xây dựng các mô hình rau sạch. Việc duy trì mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp sạch của địa phương sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn khi khâu tiêu thụ sản phẩm chưa được khơi thông. Thực hiện mô hình trồng hành theo hướng Việt Gáp, gia đình ông Nguyễn Chí Lanh ở phường Hưng An, thị xã Hương Trà quyết định chuyển 1.000 mét vuông đất trồng rau màu theo lối truyền thống trước đây sang trồng hành theo hướng an toàn thực phẩm Việt Gáp. Bắt tay thực hiện mô hình, ông tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất từ khâu làm đất, chọn giống, bón phân và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh đến khâu thu hoạch, mất nhiều thời gian công sức. Thế nhưng sản phẩm làm ra, giá bán chỉ ngang bằng với hành lá được trồng thông thường. Đây cũng là tình cảnh chung của hàng chục hộ dân tham gia mô hình trồng hành lá an toàn ở phường Hương An. Rồi bản thân tôi là nằm trong thành viên của Việt Gáp thì cảm thấy thực hiện theo việc quy trình Việt Gáp thì làm rất là tốt, làm nghiêm túc theo quy trình, nhưng mà cái đầu ra là rất là khó khăn. Khi mà về buôn bán đem về thị trường thì họ cũng nhận được là cái hành Việt Gáp nó khác hơn cái hành thực tế của người dân trồng. Nên là bán ra thị trường rất là khó khăn, nên chúng tôi muốn người nông dân muốn yêu cầu quá như là các cấp các ngành cũng giống như là về những chỗ chất lượng thì nghiên cứu làm thế nào đó để cho người mà trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp nó được là cây hành được giá trị cao hơn. Cái mô hình mà Việt Gáp này thì công nhận làm năng suất cao, hiệu quả thiệt, nhưng mà có cái là giống á thì làm mà theo cái mô hình đấy thì đạt nhưng mà có cái là cái đầu ra bị yếu, cho nên giờ các cấp các ban ngành là có phương hướng giải quyết cho nông dân. Mô hình sản xuất rau màu theo hướng Việt Gáp ở phường Hương An được thực hiện trên diện tích 20 hecta với 80 hộ nông dân tham gia. Sau hơn 2 năm triển khai mô hình đã cho thấy nhiều ưu điểm như sản phẩm làm ra đảm bảo an toàn về thực phẩm không chỉ đối với người sản xuất mà còn đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, với khó khăn về thị trường đầu ra cho sản phẩm, giá cả thấp so với trồng hành thông thường là những trăn trở không chỉ đối với người sản xuất mà còn đối với chính đơn vị phối hợp thực hiện mô hình. Trong quá trình thì bà con cũng rất là đồng tình. Nhưng mà theo về phía hợp tác xã thì chúng tôi cũng có cái kiến nghị. Thứ nhất là các ngành các cấp cũng hỗ trợ cho hợp tác xã là một số kinh phí để mà làm ở nhà sơ chế với là thương hiệu của hành nước An. Và thứ hai nữa thì hiện nay thì cái hành của ba con làm mà sản xuất ra thị trường thì giống như là an toàn cũng như chưa an toàn, đang trôi nổi thị trường, thì đề nghị các ngành các cấp cũng nên có cái hướng để tạo điều kiện cho ba con, cái đầu ra của ba con được tốt hơn. Việc hình thành những mô hình sản xuất sạch, an toàn thực phẩm là một tín hiệu vui cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng. Song để những mô hình này phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế, thì rất cần sự hỗ trợ về kỹ thuật và khâu xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm sạch cho bà con nông dân từ cả cấp ngành liên quan. Trong đó giải quyết đầu ra cho sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích canh tác là hướng hỗ trợ thiết thực nhất hiện nay cho người dân trồng rau sạch.